Đầu tiên anh em ưu tiên nâng mắt chiêu một trước, pha này nứt bụi đợi nó sử dụng chiêu xong, mới lao ra combo nó chung với lính, vừa cấu máu nó, vừa lên cấp 2 trước và ăn luôn mạng nó. Giữa mỗi lần nước chiêu anh em nhớ đánh thường nhé, mít mình đang xuống ganh rồng, nên mình sẽ tranh thủ ra farm mít, anh em nhớ farm tinh tế, không sẽ bị ăn chửi nhé. Vì chúng ta lên cấp 4 trước nó, nên tiếp tục đè nó, tranh thủ lượm luôn con dơi cho tăng tốc chạy, và hồi máu, anh em để ý tầm 2 phút 20 giây, bùa địch sẽ ra nhé, nhìn mắt thấy rừng nó, đang ở dưới, tranh thủ cướp bùa. Nhưng đợi ta ra đi qua để tránh lộ sai, pha này di chuyển xuống hỗ trợ team, hết bùa xanh dưới chân anh em là khoảng 20 giây sau bùa lại ra nhé, tiếp tục cướp bùa nó. Đánh với tướng trâu, anh em nên đánh cấu rỉa nó nhé, vì mình cơ động mà. Pha này nhìn mắt team nó kéo hết dưới rồng, anh em không nên di chuyển xuống, mà nên đẩy trụ. Vừa có lợi được farm, vừa lấy trụ, team nó chắc chắn phải về một hoặc hai người thủ trụ. Cuối game anh em nên đi chung với team nhé. Pha này bình tĩnh combo nó sẽ chết ngược, bắt chủ lực nó, cuối cùng kết quả đã được định đoạt. Chúc anh em thành công nhé.